33. Rút lui. Dạ, dạy. Nhị đệ, không nên đuổi theo, đi mau. Phật tổ, xảy ra chuyện rồi, Thạch Cảm Đang đã bỏ trốn. Hoa Liên. Đệ tử vô dụng, xin khuê can Ngọc Đế xử lý. Các người không có lỗi, tại sao phải xử phạt người? Đứng dậy đi. Ngọc Đế, Thạch Cảm Đang chạy trốn rồi. Ta đã biết rồi. Các người đã giao đấu với hắn rồi sao? Đệ tử hổ thẹn. Sáu đấu với hai, để cho hắn đã thương cô Dương và Thiết Mã. Tốt lắm. Xem ra các người đã cố hết sức rồi. Chúng đệ tử thật sự đã cố hết sức rồi. Các người đây là thầy cô của chúng quái tài ma giới, nhưng các người so với Thạch Cảm Đang vẫn còn thua kém hắn. Chúng đệ tử thật sự không bằng Thạch Cảm Đang. Nhưng lần này các người đã lập được công lớn rồi. Đệ tử ngu đần, không hiểu rõ ý của pháp tổ. Các người đi đi, mau đưa cô Dương và Thiết Mã đi liệu thương. Dạ. Dạ. Hắc Bào hộ pháp, người ở lại. Ngươi lập tức dẫn người đứng ngoài điện hầu chỉ, nếu có động tĩnh gì lập tức xuất phát. Dạ. Ca, sao là Kiều Gia Trang vậy? Trời ơi, huynh ngang nhiên giấu người trong Kiều Gia Trang, không may cho người của Khuê Can biết được á. Vậy gì đấy, chưa từng nghe nói sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nói thì nói vậy thôi, nhưng quá nguy hiểm đó. Không được, không được. Thôi được, theo ta. À, đi. Đi. Pháp thân của Ngọc Đế bây giờ đang ở Kiều Gia Trang, lập tức đến đó. Dạ. Dạ, dạ. Ở đâu vậy? Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Nửa đêm nửa hôm là lối ôm sầm làm gì? Ca, chỗ này mà giấu người thì quá tốt rồi. Cho dù Khuê Can suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra được. Đây chính là nguyên nhân thần ẩn thần pháp. Cho dù pháp lực Khuê Can có cao hơn nữa cũng không thể nhìn thấy người. Ca, bây giờ nên làm sao? Lập tức đi khỏi đây, chúng ta trốn đến Thúy Bình Sơn Trang, ngày mai tính sau.
Nè, bỏ ra xem. Bỏ ra xem đi. Thiên biến. Đúng vậy. Nhìn kìa, nhìn kìa. Nhanh lên. Trời ghê quá. Bỏ ra nhìn kìa. Xem kìa, nhìn đi. Chạy đi. Giết họ ngay. Dạ. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Liên Nhi đâu? Nó... Hắn đang ở đâu? Các vị lão gia, Linh Nhi đã bị các vị dẫn đi từ lâu rồi mà. Tôi gian xin các vị cho gia đình chúng tôi được yên thân đi. Gian xin các vị mà. Lão già kia chắc là người chán sống rồi chứ gì. Giết họ đi. Người là ai vậy? Tôi là Bạch Liên Hoa, là vợ của Kiều Linh Nhi. Các ngươi hại chết Linh Nhi, ta liều mạng với các ngươi. Vậy đi về, không chừng sau này cần dùng đến. Dạ, vậy đi. Đại hộ pháp, không thấy hắn đâu hết. Tin tức của Hắc Liên Thánh Sứ tuyệt đối không sai được đâu. Chẳng lẽ họ lại chạy thoát sao? Không chừa người nào. Dạ. Đã làm thì phải thẳng tay. Giết tất cả mọi người trong trang cho ta. Dạ, đi. Giết họ đi. Đi. Giết. Lên. Đi. Linh Nhi đi đâu rồi? Ca vậy? Ca, trời ơi, ca, không biết Linh Nhi đã đi đâu rồi. Ta đã đưa cậu ấy đi giấu kỹ rồi. Hả? Trời ơi, huynh làm cho lão Châu thoát tim á. Từ khi Thạch Cảm Đa nhận lệnh đi tìm pháp thân thì chúng ta lén la lén lút, không dám để lộ hành tung. Đến hôm nay chúng ta phải giết một mũi cho đã tay. Họ đang ở Phụng Đầu Sơn Trang, mau tới đó ngay. Dạ. Dạ. Ca, sao huynh phải đưa Linh Nhi đi giấu vậy? Chúng ta trốn khỏi thiên giới, Khuê Khang sẽ không dừng tay. Hắn nhất định phải bắt được Linh Nhi mới cam lòng. Để Linh Nhi đi theo chúng ta thật sự quá nguy hiểm. Đúng. Ca, lần này huynh lại giấu cậu ấy đi đâu? Thiên cơ bất khả lộ. Đúng, thiên cơ bất khả lộ. Chết rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Tại ta suy nghĩ thiếu chu đáo. Ê, trời ơi, rốt cuộc chuyện gì vậy cả?
Hắc Bào hộ pháp dẫn người đã sát hại tất cả mọi người trong Kiều Gia Trang. Hả? Hả? Ê, làm sao không biết chúng ta tới Kiều Gia Trang vậy? Thạch Cẩm Đan, Châu Bán Cân, mau giao pháp thân của Ngọc Đế cho ta, ta tha chết cho các ngươi. Bọn chúng đến mau thật. Các ngươi tìm ta hay sao? Thạch Cẩm Đan, ngươi có lợi hại đi nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Khuê Can pháp tổ đâu. Ngoan ngoãn giao nộp pháp thân của Ngọc Đế, chúng ta nước sông nước giếng không phạm nhau. Còn nếu không thì nếu không thì ngươi làm sao? Ca, sao nói nhiều lắm vậy chứ? Chuyện nãy như vậy chúng ta chạy không có thoát đâu. Chúng ta liều với chúng đi. Yêu quái kia, đừng bỏ chạy, nếu mùi cây cào của ta nè. Dạy các người đè bám Châu Tô Tông, các ngươi không còn trốn nương thân. Hôm nay ta cho các ngươi nếm mùi cây cào đến là như thế nào. Hay lắm Bán Cân, hôm nay để đúng là khí phách anh hùng. Đại ca, đưa tay chạy mau. Đi. Mau đuổi theo. Đuổi theo. Ê, ca, họ đang đuổi theo. Nhị đệ đừng sợ, chúng ta đáp xuống khu rừng ngay phía trước để tìm chỗ ẩn náu. À.
Mau lên, đuổi theo. Mau lên. Dạ. Đi vào trong đi. Xui xẻo à. Chuyện gì vậy? Đây là miếu Diêm Vương á. Mặc kệ nữa, chúng ta vào trong hẳn tính. Ừ. Ý. Đây là tượng của Tần Quảng Dương mà. Ê, là Tần Quảng Dương. Ừ. Bà ca, nên tính sao đây? Đừng sợ. Để qua xô ngã tượng của Tần Quảng Dương, chúng ta ngồi lên đó, như vậy sẽ ổn ngay. Ồ, đúng rồi. Hả? Vậy là Lão Châu có việc làm rồi. Mau lên. Tần Quảng Dương, ngài thông cảm nha. Thiên Bồng hãy dừng tay lại. Ê, Nhi đệ, đứng dậy. Hắn Thạch Thánh là ngài hả? Thạch Thánh, Tần Quảng Dương xin chào. Tần Quảng Dương, sao ngài lại biết ta ở đây? Hey, kể sao cho xiết. Thạch Thánh à, truy binh của Khuê Can đang ở ngoài kia. Vậy thì Thạch Thánh mau đi theo tôi xuống dưới địa phủ để ẩn mình đã. Được, đã tạ ngày trước. Mời Thạch Thánh theo tôi. Đi. Mở. Mời. Biến. Đi, vào trong xem sao. Đi. Ừ. Sao lại có mùi của người chết vậy? Đây không phải mùi người chết, đây là miếu Diêm Vương. Quá là xui xẻo. Mọi người mau khám xét đi. Dạ. Này, mời đi theo tôi. Ê, tôi nói Diêm Vương à, thật không ngờ dưới địa phủ lại có chỗ lý tưởng như vậy hả? Ê, tiểu thần đi đang trút hơi thở thôi, còn gì đâu mà lý tưởng nữa. Thạch Thánh à, lần trước ở trong Diêm Vương quan, ngài đến minh giới tra xét, chỉ được một hồi thì Khuê Can phái người đến, mang tất cả hồn ma biến thành tro bụi hết. May mà tiểu thần nhanh trí, nhờ cách thổ hành mà trốn thoát. Suốt mấy tháng qua, tiểu thần sống như cô hồn giả quỷ, bay bổng vô khoảng trống của tam giới, mới tìm chỗ để dừng chân như vậy đây. Thạch Thánh à, tại sao ngài lại bị yêu tà truy sát vậy? Tôi đã phanh phui trò lừa gạt của Khuê Can và cất dấu ngọc đế ngay tại hạ giới, cùng cho bán cân xông ra khỏi thiên đình, lại bị bọn yêu quái đuổi kịp. Và tôi nhất thời sơ ý, đã mắc quỷ kế của Hắc Bào lão tặc, cho nên bị trọng thương. Kể cả thiên giới anh hùng như Thạch Thánh cũng bị đả thương, theo vậy cho thấy bọn độc ma đó hung tàn cỡ nào đây. Sao phải sợ họ? Này, pháp thân của ngọc đế đang ở trong tay của chúng ta, không may gặp tình huống nguy ngập, chúng ta cũng có thể đặt điều kiện với họ. Đồ ngốc. Hả? Chỉ giỏi đặt điều kiện hay bàn chuyện làm ăn mà thôi. Cho dù chúng ta có chết, cũng không thể giao pháp thân của ngọc đế cho họ được. Để chỉ nói cho vui miệng thôi, sao huynh lại có nói như là thật vậy? Thạch Thánh à, tại sao Khuê Can cứ đòi lấy pháp thân của ngọc đế để làm cái gì? Chuyện đó tôi không rõ. Xem ra lần này tôi bị thương khá nặng, phải điều dưỡng vài tháng mới có thể hồi phục được. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng không phát hiện Thạch Cảm Đan và Châu Bán Cân. Hả? Nguy rồi, hắn phát hiện rồi. Sao ngài lại biết?
Tuy tượng của tôi được đắp bằng đất, nhưng mà có chân linh của tôi ở trong đó, do đó hắn cảm nhận được mà. Hả? Người đâu? Dạ. Dạ. Mau khiêng tượng đất này đi chỗ khác. Dạ. Dạ. Ngày sao vậy? Bộ ngày bị mất phong hả? Họ đã phá tượng thờ của tôi hả? Bọn khốn kiếp đó, chờ thịt cấm đan ta mà hồi phục, ta thầy sẽ lột da của bọn khốn kiếp này. Thế nào hả? Để hô pháp không thấy gì cả. Sang bằng ngôi miếng này đi. Dạ, dạ. Đập. Hả? Hả? Họ làm gì vậy? Họ phá miếu của tôi đó. Phá miếu ở trển thì bắt mối gì dưới đây chứ? Tại thiên bồng không biết thôi. Thật ra trên dưới là một. Nếu như trên đó bị phá thì ở dưới đây chẳng còn gì cả. Hả? Thiên bồng nguyên soái à, mau về thạch thánh ra ngoài kia nghỉ ngơi đi. Đã sắp sạch xuống rồi đó. Đi 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 đi. Khám xét tiếp đi. Cho dù phải săn bằng cả dãy núi này cũng phải tìm họ cho bằng được. Dạ, dạ, dạ. Đi. Tần Quảng Dương, do tôi liên lụy tới ngài. Tiểu thần vốn đã là du hồn giả quỷ, cùng lắm thì tiểu thần đi long đong giữa chốn tam giới vài ngày cũng sẽ qua thôi. Tần Quảng Dương, hay là ngài theo tôi trở về Thái Sơn, nơi đó sẽ là đạo trường của ngài. Thạch thánh có thể dung nạp tiểu thần à? Ê, sao lại nói là dung nạp hay không? Giữa chốn tam giới chỉ còn lại vài chân nhân như chúng ta. Nếu chúng ta không cảm thông cho nhau, sớm muộn gì kể cả chúng ta cũng không thể tồn tại. Tần Quảng Dương, Thạch Cảm Đan tôi là người nóng tính, ngày xưa từng đắc tội với ngài, mong ngài bỏ qua cho. Ê, Thạch Thánh à, ngày xưa thần lòng giả hẹp hòi, ích kỷ nhỏ mọn, đã đụng chạm với Thạch Thánh mong được tha lỗi. Nè. Ê, miễn lễ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, liên kết với các vị chân thần, giành lại ngôi vị tam giới. Tiểu thần cam lòng đi theo Thạch Thánh. À được, ân quán ngày xưa coi như xóa bỏ hết nha. Từ nay về sau chung một kẻ thù. Ca, vậy chúng ta nên làm sao đây? Về Thái Sơn. Vậy còn Linh Nhi tính sao đây? Sau khi về đó mới bàn sau. Pháp tổ à, đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Ta đã biết rồi. Thạch Cảm Đan đã dùng nguyên thần và chân khí của hắn hóa thành một bức màn khiến chúng ta không nhìn thấy. Nhưng hắn không ngờ rằng từ đầu ta đã tính trước được chuyện này. Người đứng dậy đi. Đệ tử vô dụng, đã phụ lòng mong mỏi. Thôi đi, lần nào cũng lặp lại câu này. Các người tạm dừng lại truy tra họ, chờ tin tức mới. Dạ. Pháp tổ, vẫn còn một chuyện. Chúng tôi đã tìm được vợ của Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi có vợ sao? Dạ phải. Ở tên Bạch Liên Hoa đã được thần giải về đây. Không thể nào. Nếu như pháp thân của Ngọc Đế mất hết chân nguyên, ta sẽ cảm nhận được. Ngọc Đế, đệ tử đã điều tra rõ, Bạch Liên Hoa đó là vị hôn thê của Kiều Linh Nhi thôi. Hai người chưa duyên phòng. Thì ra là vậy. Ngọc Đế, có thể mang Bạch Liên Hoa đó ban cho đệ tử không? Ngươi cần ả làm gì? Đệ tử nghĩ, nếu chúng ta không thể tìm được pháp thân, chúng ta có thể tìm Bạch Liên Hoa đó để dụ hắn lộ diện. Nghe qua cũng có lý đó. Ngươi nghĩ ả có thể làm việc cho chúng ta không?
có thể dựa vào tài ăn nói khéo léo của đệ tử, nhất định có thể thu phục được ả. Sau đó chúng ta sẽ đào tạo, sau này nhất định sẽ có biệt tài. Được, làm theo ý của người đi. Dạ. Ngươi là ai? Cô đừng sợ, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngươi là yêu quái? Yêu quái bỏ đi rồi, cô đã an toàn. Cô đừng sợ, yên tâm đi. Cô là ai? Tôi là Thanh Dương Tiên Cô. Đây là đạo trường của tôi, Thanh Dương Quan. Cô là thần tiên? Cứ coi như vậy đi. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Hôm trước tôi đi thăm một người bạn lâu năm, cho nên đã đến Kiều gia này. Nhìn thấy một bọn yêu ma định lấy mạng của cô, cho nên ra tay ngăn cản và cứu cô về đây. Chuyện là như vậy đó. Chính cô đã cứu tôi. Ừ. Đã tạ ơn cứu mạng của thần tiên. Đứng dậy đi, tôi là người tu tiên, thấy chuyện bất công ra tay giúp đỡ đó là lẽ đương nhiên thôi. Cô không cần đa lễ. Xin hỏi tiên cô, có biết tên yêu ma giết hại cả nhà của Kiều gia là ai không? Cô nương, tôi khuyên cô đừng hỏi nữa, có hỏi cũng như không mà thôi. Tại sao vậy? Hai người đó pháp lực cao cường, nhẫn tâm độc ác, là những tay tàn bạo nhất tại tam giới, kể cả Ngọc Đế cũng phải sợ họ nữa. Xin cô cho tôi biết họ là ai vậy? Tại sao cô phải biết? Tôi phải trả thù. Cô nương, cô chỉ là một người phàm thôi, sao có thể tìm họ trả thù được? Không có ai sanh ra là thần tiên hết. Xin tiên cô cho tôi biết hai tên ác tặc đó là ai? Là Thạch Cảm Đan và Châu Bán Cân. Tiên cô, chắc là cô đã nhầm lẫn rồi. Giết Kiều gia không phải là Thạch Cảm Đan và Châu Bán Cân. Cả hai người đó tôi đều quen biết. Người mà hôm đó đến Kiều gia trang là người đàn ông mặc hắc bào. Hắn chỉ là thuộc hạ của Thạch Cảm Đan. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, tất nhiên không cần hắn đích thân ra tay rồi. Thạch Cảm Đan là tên yêu nghiệt mặt Phật tâm xà, xem mạng người như cỏ rác, không chịu mọi chuyện xấu. Nhưng mà hắn đã đưa Linh Nhi đi, sao còn giết hết mọi người trong trang làm gì? Linh Nhi là một người quan trọng. Thạch Cảm Đan muốn chế ngự tư tưởng của huynh ấy để đạt được mục đích mà hắn mong muốn. Do đó tất nhiên hắn phải giết hết mọi người từng nghe kể về chuyện này. Lòng dạ quá độc ác. Tiên cô, từ đâu mà tiên cô biết được những chuyện này? Bạn của tôi là một người rất si tình. Mới hôm qua cô ấy đã chết trong tay của Thạch Cảm Đan rồi. Trước lúc chết cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện. Không ngờ trong chuyện này lại dính líu đến nhiều người như vậy. Tiên cô có biết hiện nay Linh Nhi như thế nào không? Quỳnh ấy bị Thạch Cảm Đan treo trong phòng, đánh đập tàn nhẫn. Tội nghiệp cho Linh Nhi. Nè, cô định đi đâu? Tôi phải đi cứu Linh Nhi. Với pháp lực của Thạch Cảm Đan, cô muốn cứu thoát Linh Nhi từ trong tay của hắn khó hơn lên trời. Cho dù có chết thì tôi cũng phải đi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn huynh ấy bị hành hạ được. Cô thương huynh ấy lắm hả? Ừ. Được rồi, lẽ ra tôi không muốn đụng chạm với Thạch Cảm Đan, nhưng tình cảm mà cô dành cho Linh Nhi thật sự khiến tôi cảm động. Tôi quyết tâm đến giúp cô đến cùng. Hả? Bắt đầu từ hôm nay, tôi dạy cô luyện tập phép thuật. Giờ sau khi cô học xong mới đi cứu Linh Nhi. Nhưng mà liệu có quá muộn không? Không có đâu. Tạm thời Thạch Cẩm Đan không làm hại mạng sống của Linh Nhi, hắn còn lợi dụng Linh Nhi. Tôi sẽ với tốc độ nhanh nhất dạy cho cô những phép thuật cao siêu nhất. Sư phụ.
Ca, chẳng phải Huynh nói Linh Nhi đang ở Thái Sơn sao? Tại sao không thấy cậu ấy? Đừng có vội, lát nữa để sẽ gặp thôi. À, Thạch Thánh à, thương tích thế nào? Vẫn chưa hồi phục. Xem ra thương tích của tôi nghiêm trọng hơn tôi đã nghĩ rồi. Ca, Linh Nhi ở đâu vậy? Sao để nôn nóng quá vậy? Cẩn thận. Hả? Thạch Thánh, nguy rồi. Hắc Bào đã mai phục tại đây từ trước. Hả? Ca, làm sao đây? Các vị không cần phải lo. Thạch Cảm Đang, ta nói rõ từ đầu rồi, ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Khuê Can Pháp Tổ đâu. Bây giờ ngươi còn gì để nói? Ngươi lại đến rồi, đúng là ngươi không biết chán đó. Đừng dư hơi nữa, ngươi đã bị trọng thương, đã bị chúng ta bao vây rồi, ngươi có cánh cũng không thoát được đâu. Biết điều thì gia nhập pháp thân, theo ta đến Thiên Đình diện kiến Khuê Can Pháp Tổ. Nếu ngươi chấp nhận làm theo, không chừng Pháp Tổ vui mừng lại còn ban thưởng cho ngươi nữa. Nếu ngươi còn ngoan cố, chỉ còn lại con đường chết mà thôi. Thôi được, ngươi cho phép ta và sư đệ ta bàn lại xem sao. Như đệ, thương tích của ta chưa hồi phục, không thể tiếp tục chiến đấu. Chuyện đã vậy, chỉ còn biết làm theo mà thôi. Ca, ý huynh là giao pháp thân cho họ sao? Ừ, sau khi đến Thiên Đình, chúng ta mới nghĩ cách sao. Để ở lại tiếp họ một lát, ta sẽ quay về ngay. Ê, ngươi nghe đây, sư huynh ta đang bị trọng thương, cho nên biết không thể chống lại được nữa. Nên huynh ấy đang vào trong đó lấy pháp thân, rồi theo các ngươi lên Thiên Đình đó. Xem như ngươi thông minh, kẻ biết thời thế là anh hùng đó. Liệu họ có giở trò hay không đây? Tôi tin chắc hắn không đủ khả năng giở trò. Thạch Thánh à, có thật là giao nộp pháp thân không? Bản Cần, mở vào đi. Dạ. Ca, làm tôi hú vía, làm tôi hú vía. Tần Quảng Dương, chắc là ông cũng biết Thạch Cảm Đang tôi đã quen mạo hiểm. Ca, vừa rồi huynh nói sẽ giao nộp pháp thân ngọc đế, đã làm cho đệ phải thoát tim à. Ê, đệ thật không ngờ huynh còn có chiêu này nha. Ha. Lúc ta xây đạo trường, vì đề phòng bất trắc mà xây nên đường hầm này, chưa từng dùng thử qua, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến đó. Thạch tiên sinh, ngài trở về rồi. Linh Nhi, mấy ngày qua vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Chào Tần Quảng Dương đi. Bái kiến Tần Quảng Dương. Ê, tiểu thần không dám. Đây là... Cậu có biết ông ấy lại không? Đây là người đứng đầu thập diện Diêm La dưới địa ngục, Tần Quảng Dương. Đây là Diêm Dương hả? Chính là tiểu thần. Ngày xưa tôi chỉ nghe qua tên ông trong truyền thuyết thôi, hôm nay mới được gặp mặt ông đây. Trong tranh họ vẽ ông quá hung dữ đó. Thật ra mặt của ông cũng khá hòa nhã thôi. Cảm ơn đã khen, tiểu thần không dám nhận. Ê, ngoài kia ông sòm quá. Họ đến bắt tôi sao? Ừ. Bọn yêu quái đó tại sao cứ đòi bắt tôi hoài vậy? Tình hình cụ thể tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết rằng
cậu là nhân vật then chốt, cho nên Khuê Can phải bắt cậu cho bằng được mới cam lòng. Rốt cuộc tôi là ai vậy? Tại sao kể cả Diêm Vương cũng khách sáo với tôi vậy hả? Ca, huynh qua đây một lát, để có chuyện muốn nói với huynh. Hả? Có chuyện gì? Sao không thể nói tại đây? Đi. Được. Nhị đệ, đệ tính nói với ta chuyện gì? Sao lại bí mật vậy? Ca, có chuyện này không biết có nên nói hay không đây. Tại sao đột nhiên đệ lại khách sáo với ta? Chúng ta là huynh đệ, cần nói thì cứ nói, không cần nói, cho dù đệ có nói ra thì có sao đâu chứ. Ca, theo tình thế hiện nay cho thấy, chống lại với Khuê Can tuyệt đối không giành được ưu thế. Hay là chúng ta giao Linh Nhi cho hắn để đặt điều kiện với hắn, không chừng nha còn kiếm chắc được chút đỉnh đó. Đệ vừa nói gì vậy? Thì tại vì pháp thân đó không có bà con gì với chúng ta, cớ sao chúng ta phải vì hắn mà chịu tai họa vậy? Nhi đệ, Linh Nhi là pháp thân hạ giới của Ngọc Đế, giao nạp cô ấy xem như là bản đứng Ngọc Đế, xem như mang cả tam giới hai tay dâng cho Khuê Can. Từ nay trên đời không còn công bằng hay là chính nghĩa, sẽ mãi mãi bị yêu tà thống trị. Để với gia trò La Thiên Đại Thần hành xử như vậy có khác gì giúp cho ác thần chứ? Ca, huynh từng nói một câu như vậy, biết điều đi khắp thiên hạ, cố chấp nâng bước cũng khó. Để con nói như vậy xuất phát điểm cũng là vì huynh. Huynh nghĩ coi, Khuê Can đó thì đã chiếm lĩnh cả tam giới rồi, với khả năng của huynh đệ chúng ta rồi chống lại hắn á, đó là tuyệt đối không thể nào được đâu. Trời ơi, chỉ bằng chúng ta biết điều dễ sống mà, nói không chừng á còn tìm được sự bình an yên tĩnh á, chứ nếu không hả đệ. Tuy nhiên ta không biết rốt cuộc đệ là ai, nhưng đệ tuyệt đối không phải là sư đệ của ta Châu Bán Cần. Hả? Ca, huynh nghĩ sao mà nói như vậy? Trước khi chúng ta tìm được Linh Nhi, ta chưa từng bao giờ nghi ngờ đệ. Nhưng lúc ở trên Phụng Đầu Sơn, đệ thừa lúc ta đang tập trung luyện công, từng hai lần định giết chết Linh Nhi. Đệ cho rằng ta không phát hiện ra, đúng không? Tên yêu nghiệt kia, sao lại cứng đầu như vậy hả? Gì đấy, khoan đã. Bắt đầu từ đó, ta đã nghi ngờ đệ, người ở bên cạnh ta có phải là sư đệ của ta Châu Bán Cân hay không. Do đó ta cố tình kéo dài thời gian, cho nên đệ càng nôn nóng. Châu Bán Cân là người lười biếng, với bản tính của cô ấy tuyệt đối không hành sự như vậy đâu. Được rồi, nói tiếp đi. Ở Kiều Gia Trang, nửa đêm đệ lẻn vào phòng của Linh Nhi ra tay, bị đại bàng hộ pháp đánh lùi. Ah.